Rồi, chào anh em nha. Sáng nay làm clip nhìn thị trường cho đầu ngày cho mọi người. Bữa nay là thứ bảy, nay là thứ bảy. Anh em cẩn thận, thứ bảy chủ nhật thì thường thị trường nó thanh khoản kém, cho nên nhiều khi giá nó muốn lên cũng không lên được. Nhưng mà đêm qua thì không có tin tốt là Đức nó bán cái lượng PC còn lại của nó. Nhưng mà thị trường Phú nó mua hết luôn, nó mua sạch luôn, hơi bị dữ đấy. Cho nên chúng ta hôm qua thấy một cái dòng càng dương. À, rồi cái chạc đây là chạc của hôm qua BGC cho anh em bay lên đây đinh đúng cái TB để quay đầu, nó quay đầu rất là đẹp. Một điều may là nó chưa cách khi may âm chính, khả năng là bây giờ cái lực này hôm qua cái cây 4 giờ này là bữa nay nó sẽ bây giờ cây 4 giờ tiếp theo là khả năng là xanh rất là cao, nó sẽ lên nó cách là cái EMA âm chính này, cho nên anh bay lên bay lên được. Hiện tại 5 phút và 30 phút đều cho một cái đà tăng rất là tốt. Đây, 30 phút và 5 phút. Giá hiện giờ anh em bay ít 30, ít 50 lên được nha. Trả tiền ra bay dần lên. Đợi chút cái tôi vô lệnh luôn. Chạm này ngon đấy, anh em mình múc lên đi. Bay ít 30 lên. Chia ra 3 lần. Tôi sẽ đi một cái lệnh 3.000 đô. 3.000 tôi sẽ dùng 3.000 đô, mỗi lệnh đánh 1.000 đô, bay ít 50 lên. Đại chúng 3 BC đi ngon á, đi ra à, thì 40 trước đi đó, tôi mớp mớp qua bên Marine á. Đó, mớp bên Channel Marine. Đây có đang chờ hôm qua lãi khá khá ngon, 4.000 mấy 5.000 từ năm hơn 5.000 hôm qua hai lệnh không mà một chốt hết tất cả định là vào lệnh TRB coi là lãi hơn 4.000 rồi đúng không, lệnh TRB hôm qua có anh em mình đã lãi hơn 4.000 rồi, đang đi lại lệnh 1.000, dự kiến là bữa nay sẽ đi ba ngàn, có lệnh 1.000 thôi, ít 40 này mới bài này. Thì hôm qua cho anh em nên quá đẹp, TDB hôm qua đã ăn 4.000, mấy lần từ sáng chiều nó cũng được thêm ngàn mấy, cũng cả ngàn hơn. Hôm qua giờ anh em TDB cũng ngon quá, giờ BGC lên, BGC cũng đang ngon các bạn, tại vì nó còn biên độ lên á, nó chưa cắt EMA 894 giờ thì khả năng bữa nay lên, nên nó cắt rất là cao, cực kỳ cao. Riêng TRB thì cũng ok, TRB có thể lên đây với 89 là giá 81 rồi, giá 81, 80, 81 nhưng mà canh BGC múc lên đi. Dạ, 5 phút, 3 phút rất đẹp, múc lên. Và hôm nay là ngày cuối cùng, thứ bảy và chủ nhật, cho nên anh em chú ý, ví dụ tôi thì có đánh tiền lớn, tại vì đó là tiền tiền lãi mà, lấy tiền lãi đánh dần thoải mái, nhưng các bạn thì các bạn đừng có máu máu quá. Thường cuối tuần mà dù cho chạc nó có lên cũng khó, tại vì giống như không có xăng vậy đó, thanh khoản không có, cho nên anh em cẩn thận. Rồi về ETH, ETH 4 giờ cũng như vậy, nó cũng đang có một cái đà lên lại cái EMA 89, cho nên ETH thì các anh em nên chọn spot. Tại vì sao không đánh marine, có nghĩa là chúng ta sẽ không không đánh marine con ETH tại vì chúng ta có BGC ngon hơn rồi, có BGC ngon hơn rồi, BGC chúng ta tận dụng nó, chúng ta đã kiếm được tiền rồi thì mắc gì phải vô ETH. À, kiếm tiền xong mà như con ETH thì biên độ nó ít thì chúng ta vô, chúng ta dùng spot chúng ta vô nó ngon hơn. À, rồi ok, hình như xanh đó, cái lệnh mới vô nãy lúc nãy xanh đó. Bây giờ sẽ nghe nhạc chút ha, anh em đợi đợi anh em trả lời, có ai có câu hỏi gì sẽ giải đáp cho mọi người. Bây giờ là 10 giờ chúng ta sẽ like tầm khoảng 10 giờ 45 hoặc là 11 giờ chúng ta ngưng ha. Một ngày như vậy chúng ta sẽ là live vài lần.
lúc nào mà chặt đẹp á, tôi thấy chặt ngon sẽ báo các anh em like lên chuyên được thi giải. Và bữa nay là ngày 10/13 chính thức không việc đăng ký vào cái lớp viết họp kèm 6 tháng nữa nha, không còn nữa nha, không việc vào nữa. Hiện giờ chỉ có những học viên thôi rồi. Và bữa nay là ngày 13 thì không còn đăng ký cho tháng 7 được, chuyên được thi giải tháng 7 được, nhưng vẫn đăng ký trước cho tháng 8 được. Tại vì bữa nay là con sẽ chốt cái danh sách rồi, nên là không có đăng ký tháng 7 được. Tháng 8 thì các bạn bây giờ mà các bạn đăng ký thì vẫn duyệt các bạn vào bên channel bên thi giải thôi, nhưng cái giải tháng 7 các bạn sẽ không tham gia được. Tức là vẫn nằm trong channel thi giải, vẫn duyệt vào channel thi giải, nhưng mà tháng 7 thì không có chốt danh sách rồi, không có các bạn không tham gia thêm vào được nữa. Rồi ok, bây giờ chắc nghe nhạc ha, rồi có câu hỏi nào thì viết ra tôi sẽ giải đáp cho mọi người. Thắp lên cho mùa xuân xanh ngời. Rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước, người nói với em bao lời êm ái trên đời, và rồi như giấc mơ em ngủ quên. Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, để em biết nhớ nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài. Người đánh cắp tim em như người đã chót đôi lần, rồi người đem bán cho anh nhà thơ cuối xóm. Chuyện cũ viết trong thơ này người đem mắt cho đời, mà đời nào có hay em ngủ quên, mà đời nào có thương cho phận em. Em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được khóc, dù chỉ khóc một lần thôi. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn xa mãi, yêu cánh úa hoa em xa rời. Rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước, người nói với em bao lời em mãi trên đời, và rồi như giấc mơ em ngủ quên. Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi, cho em mơ một lần thôi, cho em đau một lần nhớ nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài. La 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 la. Em xinh như cành hoa tươi, sao yêu thương còn xa mãi. Hôm nay
nắng xanh người. Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước, người nói với em bao lời em mãi trên đời. Và rồi như giấc mơ em ngủ quên. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hồn đắm say, cuộc tình ngỡ dài lâu ngủ sau vòng tay êm ái. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lối hẹn. Lời yêu rồi thương em đã quên, nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ em đến, tình thôi xót xa. Đang có kênh mới, một là kênh mới rất là hay, quỹ ICF của Hoa Kỳ nắm giữ, hiện giờ là nắm giữ là cao nhất luôn các bạn. Đây 838.607 Bitcoin đã mức cao kỷ lục. Đây cái xe 5 phút có nhịp quay đại phát á, anh em ai chưa vào thì vào đi. Ai chưa vào thì vào đi. Lời yêu rồi thương em đã quên, nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình
như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Chẳng sao chẳng buồn lẻ loi, nhìn sao đêm tôi mong chờ tình khao khát. TRB á, TRB chơi được nha các bạn X3 lên được nha. Với cái đà này của TRB 4 giờ rất là đẹp luôn các bạn. Có thể lên 80, 81 luôn đó, không đủ đâu. Cái chạy của TRB này ngon á. Lên rồi mà, X3 lên được. Chắc tôi đi theo một lần x3 KDB lắm. Đợi chút vào một lần x3 KDB. KDB quá ngon nè à. Cái lực lên thì của nó là còn mạnh. Có ai mà đánh con KDB lâu rồi á, đánh KDB lâu rồi á, các bạn sẽ thấy một cái đặc điểm á, là nó không lên, nó lên cái các bạn khỏi đỡ, mà vô cũng kịp. Nó mà lên cái nó bỏ xa luôn, nó đi rất xa. Xong rồi đuổi theo nó không nổi luôn, đi không nổi luôn, đi không kịp với nó luôn. Lần kinh lắm, cô đấy cô đang mới đánh một lần ít 40.000 đô cũng như con KRB nè. Con score coi rất là ngon luôn, con score coi cũng đang giữ cái lệnh của 10.000 đô ít 3 của nó. Nó nén chỗ này nè, nó bứt phá đã đi cái mô hình W, V kép mô hình giàu sang đã lên đến 7.7 rồi đúng không? Gặp mặt 4 giờ khá đẹp. Con này từ spot cho đến marine đều ngon luôn các bạn. Từ spot cho đến marine còn ăn ít nhất là 4% nữa, còn lên ít nhất 4% con coi khá ngon. Cái con này không vô rồi, cái lỗi lương tầm lắm luôn. Múc các bạn hỏi chút các bạn hỏi cái đồng coi nào đó, từ mấy cái đồng coi nó nghe lạ quá rồi tôi mới vô ha. Các bạn vô các bạn xác định của nó rất nhiều, các bạn xác định các bạn vô mấy con đó, các bạn vô vì giá trị lâu dài hay là vì lúc sống. Nếu mà vì giá trị lâu dài á thì các bạn cứ vô đi ha, nhiều khi các bạn rõ con đó hơn tôi, các bạn rõ con đó hơn tôi. Ví dụ vô con bạn này cũng nhận định cái con gì nè, các bạn tôi nói cái phần lớn đó, các bạn vô mấy cái con on coi coi rác á, coi mà lão bắt lão quên á, phần lớn cái người chơi chết á, mất tiền là vì vô mấy cái đó không à, từ spot đến marine luôn á. Cho nên các bạn bỏ một khoản tiền ra, các bạn hãy suy nghĩ, các bạn đặt câu hỏi, các bạn vô vì cái gì, vì giá trị của nó, thì các bạn phải tìm hiểu cho nó kỹ. Con đó nền tảng abc gì đó, ừ vô vậy thì đừng coi giá, mua cho giá trị tương lai thì vô. Còn nếu mà các bạn mua không phải vì giá trị mà các bạn vì giá của nó hiện tại, có nghĩa là lướt sóng á, mua thấp bán cao mua thấp á để kiếm tiền á, thì có nhiều cái cách, không nhất thiết phải chọn một cái con mà thanh khoản kém, không no name này nọ mua, không mất cân, có nhiều cách. Những con thanh khoản kém như vậy nó rất là dễ bị thao túng. Cho nên một cái người mà có trí tuệ, có tri thức á, người ta đầu tư á, đúng đắn đầu tư á, người ta sẽ nghĩ ngay có những việc đó, người ta sẽ nghĩ tới rủi ro, tôi sẽ nghĩ cái cũng khoảng tiền đó người ta đầu tư sao cho nó hiệu quả rủi ro ha. Còn những cái người mà cờ bạc á, hay là những cái người á đam mê chơi cho có thì người ta đó nghe nó con này ngon, con này ngon rất là dễ nghe, đầu tư bằng cái dạng mà tiền nghe theo người ta thì người ta sẽ vô mấy con ông coi lão quắc lão quơ là vô đó. Các bạn không tin, các bạn hỏi là những cái người đang trên này đi, những người đang ngồi nghe online, đang ngồi đang nghe live đây nè, bao nhiêu người ở đây chưa mất tiền, bị cháy tài khoản, bị chi 3, chi 5, chi 10 vì mua on coin. Chúng tôi bị hết rồi,
Cho nên chúng tôi khuyên những cái người sau, rất chân thành khuyên những người sau, rất chân thành khuyên mà họ không nghe, họ cứ vào mấy cái on coi tào lao không. Các bạn coi lại tài khoản mà các bạn bị cháy á, tài khoản cháy của các bạn á, các bạn coi có phải tài khoản cháy các bạn hầu hết á là nằm on coi rồi, on coi nằm từ spot cho đến marine luôn, làm cho tài khoản các bạn âm phần lớn là hầu như là chỉ có on coi làm các bạn tổng thương thôi. Tôi coi lại đi nha. Tiếng yêu thương lòng thầm mong sẽ có em bên em người ơi. Anh chẳng ơi sao buồn lẻ loi, chẳng nhớ ai chẳng vẫn đợi chờ. Hãy mang em đi vào cơn mơ để tim tôi mãi mãi có em. Anh chẳng ơi khi nào có đôi tay nắm tay đi suốt cuộc đời. Chẳng khuya chờ ai mong ai mà sao chẳng thao thức suốt đêm. Anh chẳng buồn trong buồn lẻ loi. Nhìn sao đêm tôi mong chờ tình khao khát tiếng yêu thương lòng thầm mong. Yeah.
Coi chạy bằng cung, mấy ông không có nghe lời chúng tôi đâu, mấy ông còn làm cảm xúc. Cho đến khi mà đủ có mất tiền, nó hết tiền rồi, bắt đầu lò mò đi học để hỏi người này người nọ, cũng y chang cái việc mấy ông lúc mà vào lệnh á, mấy ông không có tiền, mấy ông đâu có hỏi là anh ơi con này sao, mày hiểu cho kỹ gì vô đâu không. Nghe thầy bà là nói được, nó nhảy vô liền luôn, nghe mấy mặt lòng quay ở bên ngoài đó, nhảy vô liền. Nhảy vô xong rồi thấy nó không lên, bắt đầu mới đi hỏi anh ơi đánh giá như thế nào rồi, con này sao. Tại vì á, cái bản tính của một cái con người, tôi nói các bạn, cái con người thất bại á, tôi nói là nó bị hủy nặng, nhưng mà đó là sự thật á, không có sự chuẩn bị. Bất kỳ chúng ta làm cái gì, chúng ta phải có sự chuẩn bị, phương án A, phương án B, phương án C, chuẩn bị. Cho nên mới thất bại trong việc lên kế hoạch, là lên kế hoạch là bị thất bại. Còn những cái người mà người ta là cảm xúc á, người ta chơi cho cảm xúc đó, ta vô trước, vô xong mới hỏi. Còn những người mà thật sự đầu tư, ta tính toán kỹ xong ta mới vô. Biết bao nhiêu con coi, các bạn biết thời đó chúng tôi đừng có bị biết bao nhiêu nghe con này nó ASS nè, có tương lai lên bao nhiêu nè, trời ơi đừng có mana stem nè, lên bao nhiêu rồi. Nói các bạn, chúng tôi qua cái giai đoạn đó rồi, không vô cái con nó không ăn này gì chúng tôi. Xong đủ lâu, trường này mới phát hiện có những cái mà chúng ta coi thấy rất là đẹp, coi rất là đẹp, giống như BGC nãy em thấy đẹp không, đừng mất tự nhiên cái khung nhỏ nó điều chỉnh gì đó. Đó, các bạn biết bí quyết để nhìn ra một cái chạc mà không đẹp là gì không? Biết khi nào không? Khi nào chạc không đẹp không? Khi mà chạc không còn đẹp nữa thì nó không đẹp. Nó đơn giản vậy đó. Thế còn lúc nào chúng ta thấy nó cũng đẹp đó, nó sẽ không đẹp khi mà nó không còn đẹp nữa. Cái gì đó vậy? Cho nên những cái chuyện của tương lai chúng ta không biết trước được, chúng ta phải có dự tính, có dự đoán, tính toán chứ. Ví dụ chi ba lệnh rồi vô trước lệnh đây, chứ còn chắc chắn nó đẹp rồi đúng không? Nãy tôi múc mẹ nó $3,000 con in 50 lên rồi thì tôi không chắc. Tôi chi ra ba lệnh, lệnh đầu tiên miếng 40 trước, nát mà lây mà mật lên cái chi ti lệnh hai ít 50 khách hàng chi ra. Các bạn coi cái chạc một phút của nó là một cuộc cuộc của nó là rất là lạ. Nó đi chạc kiểu này là biết là không thanh khoản rồi, thấy không? Đi chạc kiểu này là không thanh khoản nè, trong cái trước đó nè, đêm qua nè, đêm qua chạc của ta đi, đêm qua chạc nè, nến này nhìn không, nhìn nến thần thái không? Cũng mới còn sáng nay nhìn cái cây nến mà đi, mà cái râu ria rồi, cái nến đi kiểu này. Nhìn như đường nó cái gì rồi không thanh khoản, hiểu chưa? Dù chặt đẹp tới nào tôi nói không thanh khoản. Lúc mà có tiền đâu đó, không có ai nghĩ là mình phải đi học kiến thức, phải nạp kiến thức nữa không đâu.
mạnh mẽ lắm, lúc nó tự tin lắm. Cái đó con người chỉ khi mà thất bại, phá sản, bệnh tật, bắt đầu mới đi tìm đến thần Phật, rồi cầu, rồi xin, nói đạo lý, nói nhân quả, rồi xin cho con này, rồi còn xin không. Cái lúc mà còn khỏe, đáng con nào nghĩ là phải bao nhiêu sức khỏe mình, ăn uống lành mạnh. Lúc mà còn tiền, không ai nghĩ là mày ráng học kiến thức để giữ cái khoản tiền mà đừng để mất. À mất xong rồi anh ơi, có cách nào cứu em không? Cho em về bờ không? Đủ quá, nó mà nghèo quá, nó còn thêm cái hèn nữa. Thiệt luôn, lạ đời lắm. À, trong có bạn cái này chắc trong nguồn sách tôi gửi nè, giờ có thể thoải mái trong tay nè, thoải xài cái tiền hoặc là tùy ý, khi cảm thấy mất mát thì mới chuyển xem lại những kiến thức. Tất cả các trading, các trader trong quá trình trading đó, chúng ta chỉ có phân tích về giá thôi. Ghi rõ rất rất rõ trong cái trang 221 này nè. Tụi nó chỉ có phân tích về chiều không gian và giá không, tụi nó quên phân tích một cái chiều không gian về thời gian. Họ quên cái đó, cho nên cái chu kỳ, tính chu kỳ của thời gian đó là một cái chiều không gian thì các bạn phải lưu ý đến phân tích. Ví dụ bữa nay là thứ bảy là một trong những yếu tố chúng ta phải để ý, không mới coi về giá được, đúng không? Vậy chứ có hỏi các bạn, mai là bây giờ là lướt ngắn hạn thì để đua xe thì còn để ý thứ bảy. Chứ các bạn mở D1, các bạn đánh mở chặt còn các bạn đánh, các bạn không nghĩ đến cái ngày thứ bảy, các bạn có tính luôn, hay là các bạn đang tính đồng bộ ngày nào như ngày đó hả? Và anh em mình cũng có tính đến ngày thứ bảy không, tính đến ngày lễ không, tính trong đó là sẽ có ngày tính của Forex, ngày tính non phạm, ngày tính CBI, tính bao giờ chúng ta đâu tính đâu, mà chúng ta đánh cung lớn. Cho nên tại sao chúng ta đánh cung lớn, đánh cung càng lớn nó càng bị nhiễu là như vậy. Các bạn đánh cung tuần, nhưng tuần đó nó không có tin, nhưng có những tuần đó nó có không? Khác vậy không? Khác chứ đúng không? Chúng ta bàn bằng phân tích về giá rồi, chúng không phân tích về cái chiều không gian và thời gian không phân tích cái đó. Nhưng chúng ta lại đi thích đánh gồng xa nha. Đánh gồng xa tại vì lời nhiều, cả như vậy. Xong rồi thua không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
想说一声再见，还有一个没打穿，一颗挂在了嘴边，成为我最后的纪念。我的尊严不如我爱的人，你转身看不见我的心疼，谁把谁当了真，追忆到午夜一深，抱歉可爱已经冰冷。
乱想，粘人又没有安全感，把你逼得太紧了，成了你最讨厌的人。
我真的特别喜欢你，但我占有欲太强，太容易乱想，粘人又没有安全感，把你逼得太紧了，成了你最讨厌的人。Điều chỉnh là KDB nó lên rồi nè, rất là ngon. Anh em canh hai con này đánh một âm một chương đánh rất là đã. KDB đánh rất là đã, rất là ngon. Quá mạnh. B sẽ đảo chiều có vào Thanh Bình hay không hả? Chưa. Đâu ừ cây 5 phút này ok nè. Cây 5 phút này ok nè, còn lên 1000 hút mẹ nó đi. Tôi đã vô thêm một lần 1k nữa. 40 lên luôn, giờ thanh khoản nó đi chậm chậm thành thành. Luôn. 1k x 40 lên. Tiếp
đó. Nó đi sáng nay thì chuyện đi chậm lắm, nó không có độ giật nhiều đâu các bạn. Cuối cùng các bạn thấy em nó đi rề đi chậm lắm. Để, mới vô tiếp lệnh ngàn đó, sáng nó đi xong mẹ nó ba lệnh ngàn rồi, bây giờ đi ăn sáng, đi ăn sáng bây giờ ăn trưa mẹ nó chứ ăn sáng gì nữa. Nè có đi cái lệnh ngàn mấy nè, này 077 gì đó. Rồi vào anh em mà sợ á, thì setup SL, ví dụ SL khoảng 25-30% thôi, để 50. Đi nhiều tiền thì 50 nó khó, nó nhiều lắm. Còn ít tiền các bạn setup 50. Cứ ngồi gồng bữa nay tỷ lệ xanh nó cao. Đi kiểu lại cái này, tỷ lệ xanh nó cao. Thôi. Thị trường hôm nay không có đi khá chậm, không có sóng, chắc ắt nha. Thị trường ngắn ngắn cho anh em thôi.